Con này là con Zippo New Full Box nha man. Đây 19 New Full Box. Còn nguyên tem luôn ha. Đó, còn nguyên tem New Full Box nha. Còn nguyên tem luôn, face của nó là face, màu của nó là màu màu đục đục á, nó đục đục hơi đen đen á, face của nó là face nhám chống trầy ha. Cái face của nó giống vậy chứ không phải nó cũ ha. Nó, cái face nó giống vậy là nó giúp cho cái quẹt của mình không bao giờ cũ hết, cơ bản nó đã như vậy rồi. Cho nên là mình có để với bàn mình tì, mình cọ, mình làm gì làm, nhất là dành cho mấy anh mà xài đồ không bất kỳ, anh tì cọ gì vô tư ha. Tại vì cái face của nó là giống vậy luôn. New Full Box ha, còn nguyên tem để em lột tem ra cho ha. Anh mua xài hoặc mua sưu tập, anh trưng trong tủ hoặc là anh mua tặng, tại vì nó còn hộp á, nó nhiều, anh mua tặng cũng rất là ok nha. Đây đó, đó muốn soi muốn siết gì đó soi giúp của em thì yên tâm, hàng của em mua là yên tâm nha, khỏi sợ đồ phay đồ gì hết ha, khỏi sợ gì hết ha. Đó, để bỏ lên trên này giỏ, để trên đây cho nó rõ cho anh dễ coi. Đây đó, trùng tháng trùng năm luôn. Ôi cha chết cha rồi, cái tem nó dính y chả này dính xuống bàn. Đây đó, trùng tháng trùng năm luôn nha mấy anh, đó trùng tháng trùng năm luôn nha. Đó, phay của nó là phay nhám chống trầy á, cái màu của nó không phải là màu trắng, màu của nó màu hơi đen đen nhám nhám á. Màu này nó giúp cho cái quẹt của mình nó lâu cũ ha. Đó, đây lưỡi gà búa đó, mấy anh tự soi đi ha. Giúp của em thì khỏi lo, nói chung là hàng em về trực tiếp cho nên mình khỏi lo đi ha, khỏi sợ đồ phay đồ gì hết. Mua xài mua tặng mua sưu tập.